Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 sẽ triển khai từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021 với nội dung thu thập thông tin đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Cuộc tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở lại. Do vậy, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế các cấp đã và đang tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn nhằm đảm bảo điều tra đúng tiến độ và đạt chất lượng. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc tổng điều tra quan trọng nhằm thu thập số liệu về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng và chính quyền địa phương. Kết thúc giai đoạn 1, Đà Nẵng có hơn 23.000 doanh nghiệp và khoảng 800 hội, hiệp hội ngành nghề được điều tra thông tin. Ở giai đoạn 2, trên địa bàn thành phố dự kiến điều tra khoảng 80.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 340 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp và điền thông tin vào phiếu điện tử. 550 điều tra viên được huy động tham gia điều tra ở giai đoạn này. Giai đoạn 2 này thì sẽ có cái lực lượng điều tra viên đến gặp từng cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể là bằng hình thức là copy sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng để gặp trực tiếp cái hộ sản xuất kinh doanh cá thể để kê khai. Tất cả đều sử dụng công nghệ, không có dùng phiếu giấy. Tuy nhiên cái cách thức thì có khác nhau. Đối với đơn vị điều tra là tôn giáo tín ngưỡng thì cũng sử dụng hình thức copy, là điều tra viên là cán bộ thống kê xã phường hoặc là cán bộ phụ trách tôn giáo sẽ trực tiếp đến cái cơ sở tôn giáo tín ngưỡng để kê khai lần này. Số lượng chỉ tiêu thu thập thì so với cái giai đoạn 1 áp dụng đối với doanh nghiệp á, thì nó ít hơn rất nhiều. Cho nên là cái vấn đề thu thập mà đối với điều tra viên khi tới hộ hoặc tới các cái đơn vị mà cá thể tôn giáo rồi đó thì là nó sẽ là nhanh hơn rất nhiều. Và chúng tôi sẽ bố trí là ở các địa bàn đó, từng giám sát viên của là từng cấp sẽ là bám sát các cái anh chị điều tra viên đó và sẽ hỗ trợ kịp thời trong quá trình mà người ta gặp phải những cái khó khăn. Do tình hình dịch bệnh phức tạp, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế các cấp đã và đang tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn gián tiếp, trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ động kê khai thông tin trên phiếu SAPI. Trường hợp điều tra trực tiếp, các điều tra viên, giám sát viên phải tuân thủ việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Trong cái tình hình dịch bệnh như thế này thì chúng tôi cũng báo với Ban chỉ đạo Trung ương là những cái địa bàn nào mà hiện nay đang thực hiện cái phong tỏa hoặc là giãn cách thì sẽ báo Trung ương và cái địa bàn đó sẽ sau khi hết cái thời gian giãn cách thì chúng tôi sẽ tiến hành cho lực lượng điều tra viên xuống ngay. Còn trong trường hợp mà quá 21 ngày trong cái giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 hoặc 25 tháng 7 thì chúng tôi sẽ tiến hành xin ý kiến Trung ương điều tra qua cái hình thức là gọi điện thoại trực tiếp cho các hộ sản xuất kinh doanh. Đối với những địa bàn mà trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 7 đang thực hiện cái cách ly hoặc giãn cách thì phải thực hiện cái phương án đó. Để chuẩn bị cho tổng điều tra giai đoạn 2 thì cách đây 1 tháng, Ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp chỉ đạo thực hiện rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông lâm nghiệp và thủy sản. Các đơn vị tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn, công tác rà soát được khẩn trương thực hiện để kịp cập nhật trên hệ thống và phục vụ cho công tác chọn mẫu một số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể điều tra chuyên sâu. Tổ chức điều tra đảm bảo đúng đối tượng, đơn vị điều tra, thông tin điều tra phải đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót, phù hợp với điều kiện thực tế. Theo kế hoạch, Đà Nẵng sẽ hoàn tất tổng điều tra vào ngày 25 tháng 7 năm 2021, tức sớm hơn 5 ngày theo kế hoạch chung của Ban chỉ đạo Trung ương.